Đang ngồi ăn thì bị con gì chui vào tai. Người phụ nữ rùng mình với thứ bác sĩ gấp ra. Mới đây một người phụ nữ được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau buốt một bên tai. Mặc dù bác sĩ đã ra sức trấn an bệnh nhân phải giữ bình tĩnh, thế nhưng người phụ nữ vẫn không ngừng nhăn mặt nhíu mày, rên la than khóc, thỉnh thoảng lại giật mình một cái vì cơn đau dữ dội đang hoành hành trong lỗ tai của mình. Theo như chia sẻ, trong lúc đang ăn cơm thì người phụ nữ bỗng có cảm giác như bị một con côn trùng nhỏ chui vào tai, sau đó định canh định cư ngay bên trong. Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện một con gián vị thành niên đang cư ngụ bên trong tai của người phụ nữ. Tuy nhiên, thay vì sống chan hòa, đoàn kết, yêu thương nhau thì con gián lại liên tục ra sức khuấy động bên trong tai. Trước thái độ bất hợp tác, không chịu rời khỏi nơi ở bất hợp pháp, dù đã thương lượng rất nhiều lần, cuối cùng bị bác sĩ đành phải dùng tới biện pháp cưỡng chế, xịt thuốc mê vào bên trong rồi tiến hành gấp thanh niên gián ra ngoài. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người không khỏi rùng mình, nhất là hội những người sợ gián. Khi thấy tận mắt một con gián không hề nhỏ, nhưng vẫn có thể chui lọt vào trong lỗ tai không hề to. Một số bình luận được mọi người để lại: nghĩ tới cái chân gai của nó thôi đã muốn xỉu rồi, chắc bác phải đau dữ lắm. Con kiến bé tí chui vô còn chịu không được, đằng này cả một con gián thì chịu sao nổi. Tôi chỉ ngồi nhìn thôi mà đã thấy đau giùm cô luôn á. Ai bị rồi mới biết cảm giác này, sợ lắm luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.